hàng Vương Bảo, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tỏ bay và xài hồ nam. Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến là một căn bệnh phổ biến ở nam giới ở độ tuổi là trên 50 tuổi, và bệnh này thì gây ra khá nhiều những phiền toái trong cuộc sống hàng ngày, trong sinh hoạt của bệnh nhân. Vì vậy mà nhiều bệnh nhân đã tìm mọi cách để có thể chữa trị dứt điểm được căn bệnh này. Thế nhưng thì sau một khoảng thời gian điều trị thì bệnh vẫn không thuyên giảm, thậm chí là có nhiều người còn bị tiền mất tật mang. Tuy nhiên quý vị cũng không cần quá lo lắng, bởi vì ngày nay việc điều trị phì đại tiền liệt tuyến đã có những bước phát triển vượt bậc. Việc ứng dụng những nghiên cứu khoa học trong điều trị phì đại tiền liệt tuyến đã có được những đánh giá cao, hiệu quả, giúp làm giảm u xơ tiền liệt tuyến, thậm chí là ngăn ngừa u xơ tiến triển. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nghiên cứu này qua phần trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Phong, phó trưởng khoa ngoại niệm Bệnh viện Nhân dân 115. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, kính chào khán giả xem đài. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, hãy gọi điện thoại đến cho chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng hoàn toàn miễn cước, đó là 1-800-1258. Còn bây giờ Thanh Phương kính mời bác sĩ và quý vị theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Hôm nay anh chở em đi coi phim đó nha. Anh mua vé chưa? Mua vé rồi. Trời ơi, cái phim này hay lắm nha. Vậy hả? Ừ. Bảo đảm hay mà. Ê, khoan. Ủa, cái gì anh? Em chờ anh chút xíu nha. Anh đi vô đây rác, anh ra liền. Tự nhiên dừng lại đi đâu vậy trời? Rồi, xong, khỏe. Tặng em. Ủa, dừng xuống rồi cái vô đi hái hoa vậy thôi hả? Đó, lãng mạn gì thôi chứ muốn gì. Cảm ơn nha. Nhưng nay lãng mạn quá. Trời ơi, em đẹp gì mà em cầm cái mấy cành hoa đó em còn lộng lẫy hơn. Tự nhiên cái hai đứa mình khó làm khó nhau chứ, từng tuổi này dở nhau đi coi phim lãng mạn. Trời, cuộc đời phải lãng mạn nó mới vui. Khoan, chờ chút xíu nha. Nhanh nha. Rồi, khỏe. Chứng tỏ tình yêu quen đối với anh và anh đối với em. Bây giờ anh quá khỏe. Anh dừng lại, anh chỉ hái hoa cho tặng em vậy thôi hả? À, đúng rồi. Nghe nè anh. Sao? Anh làm vậy hoài là anh không có kịp giờ lên trển coi phim đó nha. Được rồi, anh sẽ làm nhanh, đập nhanh nè. Vụ gì vậy? Trời, tự nhiên còn đang đi cái đồ về vậy? Đang vui mà. Kỳ ghê. Trời, có biết gì đâu, tự nhiên cái giận anh cái đồ về không chịu đi chơi nữa. Trời ơi, chị có gì từ từ nói làm gì mà giận hờn vậy? Gì vậy? Không giận mới lạ đó. Sao? Hỏi em nè. Chở chị đi coi phim. Điên đoạn khoảng chừng 15-20 phút cái dừng lại, chạy vô hái cái hoa tặng chị. Mà cứ như vậy làm hoài à. Tới cuối cùng sợ trễ giờ á, chạy cắm đầu cắm cổ chạy lên tới trển, hết phim rồi đi về. Rồi chừng nào mới có vợ anh? Thôi nha, đừng có nói nha, thà chị ở giác. Thà chị ở giác. Chứ không bao giờ chị lấy ảnh làm chồng nữa đâu. Ừ, anh có một cái bệnh mà khó nói lắm. Bệnh gì đâu khó nói, em thấy là bệnh phải nói ra cho người ta biết để mình còn điều trị nữa đúng không? Có gì đâu mà khó nói. Thật ra anh bị bệnh cái gì? Tiểu gắt, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Em thấy không, người ta bệnh là ngủ nhiều chứ mà bệnh mà tiểu nhiều. Nói ra cái bệnh tiểu nhiều nó có tên là phì đại tiền liệt tuyến á. Chị Mười ơi, cái bệnh này em biết nè. Trời, cái người mà bị bệnh á là hay đi tiểu đêm, mà tiểu nhiều lần rồi tiểu khó nữa. À vậy đó hả? Đúng rồi đó em. Trời đất ơi, một ngày hả anh đi tiểu hả cả chục lần luôn á. Ban đêm hả tiểu 3-4 lần không ngủ được luôn á. Đi tiểu hoài mắt, mỗi lần tiểu khó khăn lắm, khổ lắm, không giỡn đâu. Mà cái chuyện anh bị tiểu đêm đâu có liên quan gì đâu, anh thấy hái bông tặng em đâu. Nhiều khi cũng giả bộ dừng lại đi hái bông để mình đi nhờ nhà vệ sinh ta đó. À, tức là dừng lại đi toilet đó hả? Đó, thì sẵn đi vô hái hoa luôn. Đó, để cho em đừng có biết là anh đi nhờ nhà vệ sinh ta. Thì anh nói ra đi, mình có bệnh mình phải điều trị chứ, anh để hoài vậy đâu có được đâu. Ra là anh cũng điều trị đông y, tây y, cái gì ai chỉ, cái mẹo gì ai chỉ, phương pháp gì anh cũng đều ứng dụng hết mà nó không có hết. Theo những gì mà nãy giờ anh nói á,
Em nghĩ là anh bị rất là nặng rồi, anh phải điều trị đi. Để nó hết bệnh rồi mình còn đi đây đi đó nữa. Chứ bị như anh vậy sao đi được. Cũng may là nãy không có lên tới rạp phim. Chứ nếu mà lỡ vô rạp phim rồi, cái mới vừa ngồi xuống chút xíu, cái chạy xin phép cho đi ra đi toilet mà cứ làm vậy hoài á, kỳ lắm đó, trong rạp phim mà đâu có được làm vậy đó anh. Quấy rầy người ta nữa đó. Thôi em biết rồi, thì cái gì phải nói em tiếng chứ, không có nói thì sao em biết được. Mà thật ra thì anh cũng chữa bệnh đủ thứ hết trơn rồi, mẹo nào cách nào người ta chỉ anh đều làm hết, đông y tây y vậy làm hết mà nó không hết đó. Bây giờ không biết sao này, cái bệnh này nó có nguy hiểm không ta? Hiện nay á, người ta đã ứng dụng các nghiên cứu khoa học để điều trị phì đại tiền liệt tiến rồi đó anh. À, cái ứng dụng khoa học đó làm sao em? Cái này á, em mời anh với chị nghe bác sĩ tư vấn nha. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật bị phì đại tiền liệt tuyến mặc dù là đã chữa trị rồi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy bác sĩ có thể cho biết là phì đại tiền liệt tuyến là gì và dấu hiệu để nhận biết căn bệnh ạ? Tuyến tiền liệt nó là một tuyến chỉ có nam giới thôi. Nó tiết ra tinh dịch thực hiện chức năng của người đàn ông. Thì cái tuyến tiền liệt này nằm ở vị trí ngay cổ bàng quang, nơi mà nước tiểu thoát ra. Thế thì ở những người đàn ông lớn tuổi, những cái tế bào của tuyến tiền liệt đó là những tế bào tuyến hoặc tế bào sợi, nó tăng sinh, nó phát triển về mặt số lượng, nó làm cho tuyến tiền liệt nó phì đại về mặt kích thước. Bình thường ở người trẻ thì cái tuyến tiền liệt khoảng chừng 20 gram, càng lớn tuổi thì tuyến tiền liệt nó phát triển mà nó phì đại ra. Ví dụ như ở khoảng chừng 50-60 tuổi thì đa phần là người ta bị, và đặc biệt là đến 80 tuổi thì 90% là người ta, ở người đàn ông là có cái tăng sinh lành tuyến tiền liệt trong đó. Trong cái hội chứng này, người bệnh sẽ cảm thấy là cứ mắc tiểu liên tục. Những người đàn ông là cứ thấy đi tiểu hoài, bình thường người ta 3-4 tiếng mới đi tiểu một lần, thì ở người đàn ông thì 5-10 phút hoặc 1 tiếng hoặc nửa tiếng người ta đi hoài, gọi là tiểu nhiều lần đó. Và ban đêm thì có thể người ta đi tiểu đêm, tiểu đêm có thể là người ta thức dậy nhiều hơn một lần để đi tiểu, không ngủ được có phải thức dậy để đi tiểu, bàng quang nó kích thích mà. Thêm nữa là người ta đi tiểu lắt nhắt, rồi tiểu không kiểm soát, tiểu gấp, đó là những cái triệu chứng do cái tuyến tiền liệt nó gây ra. Cái dấu hiệu thứ hai mà cái tuyến tiền liệt nó gây ra đó là nhóm triệu chứng thuộc về là bế tắc. Bế tắc ở đây là do cái tuyến liệt nó lớn, nó phì đại ra, nó đè vô cái đường tiểu, tức là cái niệu đạo. Niệu đạo là cái ống nó dẫn nước tiểu từ trong một đáy ra ngoài. Khi mà nó đè xẹp cái niệu đạo như vậy thì nó gây bế tắc dòng tiểu. Người bệnh sẽ cảm thấy là đi tiểu rất là khó. Bình thường ví dụ người ta vô toilet nó tiểu được ngay, còn ở người bệnh là phải đứng rặn khởi động một hồi hoặc đi tiểu nhiều giai đoạn. Khi bình thường mình đi tiểu một lần nó hết, còn này tiểu một hồi cái đuối sức rồi nhận không nổi nữa, ngừng. Mà lấy sức rặn tiếp, rồi đi tiểu nhiều lần như vậy. Thậm chí là người ta bị bí tiểu luôn, người ta phải đặt thông đặt ống. Đó là những cái triệu chứng hay là những dấu hiệu nhận biết ở người đàn ông bị phì đại tuyến tiền liệt, hay là tăng sinh lành tính tuyến liệt, hay là u sơ tuyến tiền liệt, hay là bú lành tuyến tiền liệt. Đó là những cái thuật ngữ chung để mô tả một cái tăng sinh lành tính của tuyến tiền liệt gây ra. Và thưa bác sĩ, hiện nay thì phương pháp điều trị căn bệnh này như thế nào ạ? Để điều trị cái tăng sinh lành tính tuyến liệt thì người ta có thể điều trị ngoại khoa, tức là can thiệp phẫu thuật, hoặc là nội khoa, tức là uống thuốc. Thì về ngoại khoa thì người ta có thể mổ, mổ mở hoặc mổ nội soi. Mổ nội soi có thể là mổ qua niệu đạo, tức là cắt đốt nội soi, hoặc là những cái can thiệp qua niệu đạo đốt, dùng sóng cao tần, dùng laser, hoặc là tắc mạch, hoặc là đặt stent vân vân. Đó là những can thiệp ngoại khoa. Ưu điểm là tác dụng nhanh, tức là mình mổ xong là bệnh nhân sẽ cải thiện về triệu chứng do bế tắc. Tuy nhiên cái hạn chế đó là có thể là không cải thiện những triệu chứng về mặt kích thích, do bàng quang nó bị, khi mà kích thích nó, cái yếu tố nó kích thích, mặc dù mình lấy cái nhân sơ đi rồi, cái yếu tố kích thích nó vẫn còn, thì có thể không cải thiện nhiều. Có thể là mổ xong rồi người ta vẫn phải đi tiểu đêm hoặc có đi tiểu nhiều lần. Cái thứ hai nữa là can thiệp ngoại khoa có thể dẫn đến một số biến chứng, bất kỳ phương pháp nào nó cũng có cái biến chứng, tỷ lệ ít hay là nhiều thôi. Biến chứng có thể kể đến ví dụ như là làm hẹp niệu đạo nè, mình đưa máy soi vô niệu đạo, cái niệu đạo rất dễ tổn thương, nó tổn thương như vậy nó co rút lại tạo sẹo, nó gây hẹp. Đến bây giờ là người ta tiểu khó không phải do tuyến liệt phì đại nữa mà tiểu khó do cái hẹp niệu đạo hoặc là hẹp cổ bàng quang, chảy máu, nhiễm trùng, xuất tinh ngược dòng hoặc là tiểu không kiểm soát. Tiểu không kiểm soát đó là cái biến chứng rất là phiền, tức là trước mổ thì đã không được, nhưng mổ xong là nước tiểu dầm về liên tục, và đặc biệt nữa là nó có một tỷ lệ tái phát khi chúng ta mổ rồi. Nhược điểm của cái phương pháp mà điều trị nội khoa. Về điều trị nội khoa thì chúng ta có thể sử dụng thuốc tây y. Ở đây là có hai nhóm, một nhóm là nó mở rộng cổ bàng quang ra, mở rộng đường tiểu ra, đó là gọi là nhóm ức chế alpha hay là alpha blocker. Nhóm này thì nó tác dụng trên mạch máu, nó làm giãn cơ, có thể có tác dụng phụ, nó làm cho mình người bệnh khi sử dụng thì cảm thấy là hồi hộp, chóng mặt, nhức đầu, tụt huyết áp, nó do tác dụng tim mạch. Cái nhóm thuốc thứ hai để điều trị cái tuyến tiền liệt tăng sinh đó là cái nhóm ức chế men 5 alpha reducta. Cái men này nó ức chế, không chuyển hóa được cái đi rồi, nó ức chế luôn quá trình tăng sinh của các tuyến tiền liệt, làm cho tuyến tiền liệt nó không phát triển nữa.
là một phần nào đó làm tuyến liệt nó nhỏ lại theo cơ chế này. Tuy nhiên cái phương pháp điều trị nội khoa thì về cái thuốc này thì nó có hạn chế là nó ức chế cái hormone sinh dục, mà nó làm cho người bệnh khi mà sử dụng thì cảm thấy không còn ham muốn về mặt về quan hệ tình dục nữa. Ngày nay thì xu hướng là người ta sử dụng phối hợp thuốc điều trị với là những cái thảo dược trong việc điều trị cái tăng sinh lành tính tuyến liệt. Cụ thể là ở Việt Nam mình thì về mặt đông y thì cái y học cổ truyền của mình cũng đã nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm thảo dược của người Việt Nam. Có thể kể đến một cái nghiên cứu mà đã được chứng minh, đó là nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Bá Quạt ở Viện Dược liệu Trung ương. Thì ông nghiên cứu trong vòng 8 năm từ 2001 đến 2008 với cái một cái đề tài của ông nghiên cứu là nghiên cứu về cái tác dụng điều trị cây nán hoa trắng, tức là cây đại tướng quân trong cái bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Cái nán hoa trắng nó có tác dụng, nó làm giảm cái thể tích bú xuống, giảm đến 35% thể tích bú. Đây là một kết quả rất là khích lệ. Chúng ta biết ngay cả thuốc tây y là cái thuốc điều trị cái giảm thể tích bú đó, đứng đầu là cái nhóm dutasteride, cho nên ức chế cả hai men lên trong vấn đề để làm để giảm thể tích bú. Thì khi mà sử dụng thì nó cũng giảm tối đa là 1/3 thể tích bú thôi, 1/3, tức là khoảng 33% thuốc tây y. Nhưng mà trong cái thảo dược á, thành phần nán hoa trắng của tác giả của Nguyễn Bá Hoạt thì thấy công bố là kết quả nó giảm tới 35%. Và đặc biệt với thảo dược với thành phần nán hoa trắng này á, được chế tạo với những công nghệ hiện đại nên đảm bảo được cái hàm lượng của cái hoạt chất tác dụng đó, đảm bảo tiêu chuẩn và loại bỏ những cái độc tố, độc chất, không có giống như phương pháp mà đông y ngày xưa tới mình nấu rau lá rồi mình nấu sắc lại mình uống. Nhưng mà trong thành phần từ nán hoa trắng là người ta đã loại bỏ những thành phần đó ra, bào chế ở dạng viên nén. Cái viên nén như viên thuốc tây chúng ta uống rất là gọn, là an toàn khi sử dụng lâu dài. Và thưa bác sĩ, với thành công về đề tài nán hoa trắng như vậy thì việc ứng dụng vào điều trị vì đại tiền liệt tuyến thì như thế nào ạ? Khi mà cái nghiên cứu chứng minh vai trò cũng như tác dụng của cái nán hoa trắng như vậy trong cái việc điều trị cái bệnh lý tăng sinh lành tuyến tiền liệt, các nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu và ứng dụng từ nghiên cứu học ra thực tiễn, tức là sản xuất từ cái thảo dược như vậy ra được cái sản phẩm có gột từ thảo dược với thành phần là nán hoa trắng và bổ sung thêm một số thảo dược hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam. Đây là bốn cái thảo dược để mà điều trị cái bệnh lý tăng sinh lành tuyến tiền liệt cũng đã được nghiên cứu lâm sàng để chứng minh là hiệu quả là về mặt lâm sàng. Được nghiên cứu tại cái bệnh viện y học cổ truyền Trung ương sử dụng là có hiệu quả và an toàn. Nó giảm cái thể tích của cái tuyến tiền liệt xuống khoảng 35%, làm giảm thể tích của tuyến tiền liệt nè, rồi nó làm giảm cái triệu chứng nè, và đặc biệt là nó bảo tồn được sinh lý của người bệnh. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam, Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước vị đại tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u xơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ kính mời bác sĩ sẽ tư vấn một vài những thắc mắc của quý vị khán giả đã gọi điện thoại thông qua đường dây nóng của chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Xin chào bác sĩ. Tôi đi khám và được xác định là phì đại tiền liệt tuyến 55g. Tôi điều trị theo kê to nhưng các triệu chứng chưa đỡ. Bác sĩ cho tôi hỏi khi nào thì có chỉ định mổ, tôi có thể vừa dùng kê to vừa dùng thêm thảo dược như bác sĩ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi, kính mời bác sĩ ạ. Cảm ơn chú Hùng đã gửi câu hỏi về chương trình. Thì với một cái tuyến tiền liệt nó có thể tích tương đối lớn, mình cũng đã sử dụng thuốc nhưng mà triệu chứng không đỡ, thì hiện giờ chú có nguyện vọng là hỏi là mình có thể phối hợp thêm thảo dược hay không trong vấn đề điều trị như thế này. Thì cũng chia sẻ với chú Hùng là đa phần những cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt đó, khi mà chưa có biến chứng thì chúng ta có thể điều trị bằng thuốc. Khi nào thì mổ thì cũng chia sẻ luôn những cái chỉ định để mổ ở đây là những điều trị nội khoa không hiệu quả. Thứ hai nữa là cái bệnh lý cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt nó gây ra những biến chứng ở đây là nó tạo ra sỏi ở bụng đái, do đi tiểu không được, nước tiểu lắng động người tạo sỏi bàng quang, hoặc là tạo những túi thừa lớn của bàng quang, hoặc tạo ra những cái nước tiểu tồn lưu lớn trong đó, hoặc là nó biến chứng ở đường tiểu trên, ví dụ gây thận ứ nước, suy thận. Đó là những cái biến chứng mà chúng ta phải can thiệp ngoại khoa mà chúng ta không phải uống thuốc nữa, tại vì chúng ta uống thuốc như vậy thì đôi khi nó ảnh hưởng đến cái chức năng của đường tiểu trên. Thì trong trường hợp của bác Hùng như vậy thì với một cái đơn thuần là chỉ một thể tích lớn như vậy thôi, mình điều trị bằng thuốc á, thì chưa đạt được cái hiệu quả như mong đợi. Chú có thể là phối hợp thêm thảo dược, bởi vì cái xu hướng ngày nay là sử dụng song song thuốc điều trị với thảo dược phối hợp với nhau để tạo nên cái hiệu quả tốt nhất. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo, đó là bác Văn Thành, 57 tuổi, ở Cà Mau. Thưa bác sĩ, hiện nay việc sử dụng các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc được các chuyên gia khuyến cáo nhiều,
vì không mang lại hiệu quả và sự an toàn cho người bệnh. Vậy đối với thảo dược điều trị phì đại tiền liệt tuyến thì chúng ta phải chọn lựa như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Kính mời bác sĩ ạ. Cảm ơn chú Thành. Thì để mà sử dụng cái thảo dược để điều trị hoặc là hỗ trợ trong việc điều trị bệnh chúng ta thì chúng ta chú ý một số cái khuyến cáo như thế này. Đầu tiên là chúng ta sử dụng cái gì chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta thì chúng ta phải đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ của nó, sản xuất nó có đạt chuẩn hay không. Thì những cái thảo dược này chúng ta xem sản xuất từ những cơ sở nào, nhà sản xuất như thế nào và thành phần nguyên liệu nó là cái gì. Nữa là cái hoạt chất trong đó nó có cơ chế tác dụng như thế nào, nó phải có cơ chế điều trị rõ ràng. Và những thảo dược đó phải được thể hiện là chứng minh bằng những nghiên cứu lâm sàng có hiệu quả. Riêng ở trong cái lĩnh vực mà thảo dược để điều trị cái bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt, chúng ta nên sử dụng cái thảo dược nào có một nghiên cứu đã thể hiện vai trò của thảo dược, đó là cái nghiên cứu mà nán hoa trắng trong cái việc điều trị tăng sinh lành tính tuyến liệt. Và đặc biệt thảo dược với thành phần nán hoa trắng cũng đã được chứng minh bằng những nghiên cứu lâm sàng ở bệnh viện y học cổ truyền Trung ương, cho thấy là cái thành phần nán hoa trắng này nó có tác dụng hỗ trợ điều trị, nó làm giảm cái thể tích của tuyến liệt xuống khoảng 35%, rồi rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Khi mà sử dụng như vậy thì chúng ta có thể để ý đến cái chế độ ăn kết hợp, chế độ sinh hoạt. Thì mặc dù là chúng ta sử dụng thuốc điều trị, thuốc gì tốt đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng nên kết hợp những cái điều chỉnh về mặt lối sống. Chúng ta phải bỏ những cái thói quen mà sử dụng cái gia vị chua cay, chúng ta sử dụng những cái chất lỏng nó có cồn, có ga, những cái chất kích thích như cà phê, thuốc lá, bởi vì những cái này nó sẽ kích thích cái tuyến tiền liệt, có thể cái việc đó phát triển nhanh hơn, hoặc là nó kích thích lên bụng đáy, làm cho cái bụng đáy co bóp, nó làm cho cái triệu chứng của điện tử dưới nó phát triển, nó tăng cái tần suất lên, là người bệnh cảm thấy là rất là khó chịu. Cái nữa là trong cái phần ăn uống chúng ta phải đảm bảo là có nhiều rau xanh, chất xơ để cho người bệnh không bị táo bón, bởi vì bản táo bón là một trong những nguyên nhân nó dẫn đến cái bàng quang kích thích của cái tuyến tiền liệt nó nổi trội hơn. Và chúng ta tập thể dục điều độ, sinh hoạt lành mạnh, đừng có để stress hoặc là trầm uất, cái tinh thần chúng ta không thoải mái thì lẫn đến cái thể chất chúng ta cũng không được thoải mái. Đó là những cái khuyến cáo xin chia sẻ thêm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, hy vọng rằng các nhân vật của chúng ta trong tiểu phẩm cũng đã biết cách tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của mình rồi. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm nhé. Đó, anh chị nghe bác sĩ tư vấn rồi đó. Cái bệnh mà phì đại tiền liệt tuyến này á là phải kiên trì uống thuốc, kiên trì mới được đủ liều lượng, uống thuốc đúng thì mới đạt được hiệu quả. Anh có nghe bác sĩ nói là ứng dụng nghiên cứu khoa học trong cái việc điều trị phì đại tiền liệt tuyến này á là sẽ mang lại hiệu quả cao, an toàn và không có tác dụng phụ. Cái nghiên cứu này á, nó chiết xuất ra những tinh chất rất là có lợi cho sức khỏe từ cái cây nán hoa trắng kết hợp với các loại thảo dược khác, vừa đủ liều đủ lượng nên mình có thể dùng không có lo lắng gì tác dụng phụ hết. Anh nhất định phải đi tìm cái sản phẩm này để sử dụng mới được. Anh đi nha. Ê, cái gì vậy? Đó em thấy không? Ngộ lắm. Hả, nói một cái là đứng dậy đi liền à, không có quan tâm tới ai, không có để ý tới ai luôn á. Cũng may có em ngồi đây không có thằng chị thì sao? Ảnh thiệt tình ghê luôn. Chị đừng có giận ảnh, tại vì ảnh có bệnh, với lại ảnh nghe bác sĩ tư vấn xong ảnh mừng quá ảnh chạy luôn chứ sao. Mà chị biết không, cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến này á, ba của bạn trai em cũng bị. Nhưng mà nhờ nghe theo tư vấn của bác sĩ rồi kết hợp với dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị, vậy mà kết quả cải thiện rõ rệt luôn á chị. Trời ơi, có liền, trời mừng quá. Ủa anh chạy đâu mà nhanh dữ vậy? Đang tìm thuốc ngoài đầu ngõ nè. Anh đã tìm được sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại này rồi. Đây. Ôi. Nhanh vậy luôn hả? Đây là sản phẩm dùng cho nam giới phì đại tuyền liệt tiến, chiết xuất từ nán hoa trắng, rau tàu bay và nhiều loại thảo dược nữa, được tính toán với tỷ lệ hợp lý, có tác dụng giảm các kích thước u sơ phì đại tuyền liệt tuyến, giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần. Vậy mình dùng cái sản phẩm này bao lâu mới hiệu quả anh hả? Các triệu chứng rối loạn tiểu tiện sẽ được cải thiện sau 2 đến 3 tuần được sử dụng. Khi mới sử dụng á, một ngày là mình uống từ 4 đến 6 viên chia làm 2 lần. Khi mà có kết quả tốt rồi á thì mình có thể giảm xuống 2 viên một ngày thôi. Ngoài ra anh phải kiêng các đồ uống có cồn hoặc là đồ cay nóng để đạt được hiệu quả tốt hơn. Hay quá, vậy là từ nay anh có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình rồi. Anh ráng uống đi, rồi mai mốt hết bệnh rồi anh chở em đi coi phim. Chị hen, vậy là hết trận rồi đó nha. Hết rồi. Nghiên cứu khoa học trong điều trị phì đại tiền liệt tuyến.
thành công từ đề tài nghiên cứu cây nắng hoa trắng cho điều trị u xơ tiền liệt tuyến của Viện Dược liệu Trung ương đã mở ra cơ hội dùng thảo dược để giảm kích thước vĩ đại tiền liệt tuyến, đồng thời giảm nhanh các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không bị ảnh hưởng mà còn tốt hơn chức năng sinh lý ở nam giới. Người bệnh chú ý tránh dùng những thảo dược không rõ nguồn gốc trên mạng, nên có chế độ ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, duy trì chế độ tập luyện thể dục điều độ mỗi ngày. Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến tuy không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm, tuy nhiên lại gây ra những ảnh hưởng phiền toái đối với cuộc sống của người bệnh. Và mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì với những ai đang khổ sở về căn bệnh này, chúng ta đã tìm ra được cho mình một giải pháp hữu hiệu. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.